Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu là phần bản tin văn hóa với những thông tin sau. Hưng Yên có 4 người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Khách đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến 3 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Hội thảo tư vấn du học quốc tế và xuất khẩu lao động. Tràn lan quảng cáo giao vặt trái phép gây mất mỹ quan ở huyện Mỹ Hào. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự Còn đâu trò chơi dân gian cho trẻ thời công nghệ 4.0? Và phóng sự, những hình ảnh phản cảm trong lễ hội. Cuối chương trình trong mục tinh hoa Phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng về thăm quần thể di tích Phố Hiến. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Theo quyết định số 355 ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch nước, về việc phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ nhân ưu tú, cả nước có 561 cá nhân, trong đó Hưng Yên có 4 cá nhân được phong tặng, gồm Chu Văn Sĩ, loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian, Dương Thị Đông, Vũ Văn Quyết và Nguyễn Văn Được, loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ đều là tập quán xã hội và tín ngưỡng. Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể là sự tôn vinh thiết thực xứng đáng đối với nghệ nhân, những báu vật nhân văn sống, có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng xuất sắc, có cống hiến tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc. Với tiềm năng phát triển du lịch tâm linh, ngay từ những ngày đầu năm, rất đông du khách ở khắp các tỉnh thành đã về tham quan chiêm bái tại thành phố Hưng Yên, nhất là tại khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, trong 3 tháng đầu năm, các di tích đã đón hơn 20 vạn lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Đặc biệt, năm nay đã có 25 đoàn với 650 người đăng ký thuyết minh. Các di tích như Đền Mẫu, Đền Trần, Chùa Chuông, Văn Miếu Xích Đằng là những nơi đón lượng khách du lịch nhiều nhất. Cảnh quan thiên nhiên hài hòa, mật độ di tích dày đặc, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa lịch sử của một thương cảng nổi tiếng từ xưa là những điểm nổi bật để thu hút du khách về với Hưng Yên. Được sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản, Hàn Quốc và Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, vừa qua Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn Việc làm Quốc tế JNS và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhân lực Javi phối hợp tổ chức hội thảo Tư vấn Du học Quốc tế và Xuất khẩu Lao động. Hai công ty trên đều có chi nhánh tại thành phố Hưng Yên. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn Việc làm Quốc tế JNS có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học quốc tế, luôn khẳng định mình là đơn vị hàng đầu trong hoạt động tư vấn du học theo hình thức vừa học vừa làm. Đây là loại hình du học tiên tiến và được đón nhận bởi số đông sinh viên Việt Nam hiện nay, điển hình như loại hình du học vừa làm ở Cộng hòa Liên bang Đức, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn Việc làm Quốc tế JNS và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhân lực Javi mỗi năm đã đưa hàng trăm lao động đi làm việc tại hơn 20 quốc gia như Nhật Bản, Malaysia, các nước Trung Đông, Bắc Phi và các nước châu Âu. Tại hội thảo, phía công ty tư vấn cũng như đơn vị tuyển dụng nước ngoài đã giải đáp các thắc mắc của người dân trước khi quyết định đi du học và xuất khẩu lao động. Bên cạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, các thôn trong xã Phụng Công, huyện Văn Giang còn tích cực huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng, tôn tạo các công trình văn hóa tín ngưỡng tại địa phương. Tiêu biểu như ở thôn Khúc, từ năm 2013 đến nay, nhân dân đã công đức và ủng hộ hơn 7 tỷ đồng để khôi phục xây dựng lại đình làng và chùa. Nhiều gia đình công đức từ 100 đến 200 triệu đồng như gia đình ông Trừng, ông Nghĩ, bà Diệc. Thôn Bến cũng đang tôn tạo lại đình làng với kinh phí gần 6 tỷ đồng do nhân dân, doanh nghiệp và người con xa quê ủng hộ. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian tới giúp nhân dân địa phương có nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng thuận lợi khang trang. Ngoài ra ở thôn Đại, thôn Đầu, thôn Ngò trong những năm qua cũng xã hội hóa được hàng tỷ đồng để trùng tu đình Đầu và đền Ngò. Bất chấp quy định cấm và nghị định xử phạt của chính phủ, những quảng cáo giao vặt trái phép vẫn xuất hiện tràn lan tại huyện Mỹ Hào, đặc biệt là khu vực trung tâm thị trấn Bần Yên Nhân. Từ cây xanh, cột điện đến tường nhà, trụ sở cơ quan đều dày đặc quảng cáo vừa gây phản cảm, vừa khiến tuyến đường trở nên nhếch nhác và mất mỹ quan. Nhiều nhất là quảng cáo du học, trung tâm ngoại ngữ, khoan cắt bê tông, cho vay tiền, bán nhà. Mặc dù huyện Mỹ Hào đã một số lần ra quân bóc xóa quảng cáo trái phép, tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn, tình trạng này lại tái diễn. Huyện Mỹ Hào vừa được công nhận là thị xã, vì thế phòng văn hóa huyện và các xã, thị trấn cần đẩy mạnh kiểm tra và xử lý để từng bước xóa bỏ hành vi quảng cáo giao vặt trái phép.
Những trò chơi dân gian như đánh chuyền, trồng nụ trồng hoa, ô ăn quan, bịt mắt đi tìm, chơi quay, pháo đất mang sắc màu văn hóa dân tộc, mộc mạc, lành mạnh đang ngày càng mai một trong thời công nghệ 4.0, đặc biệt là với học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Thay vào đó là những trò chơi điện tử bạo lực và thiếu tính tư duy đang được phổ biến tràn lan trên mạng xã hội. Một góc nhìn văn hóa kỳ này là chủ đề còn đâu những trò chơi dân gian cho trẻ thời công nghệ 4.0. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Có thể thấy sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ đã tác động mạnh đến các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có trò chơi dân gian của các em nhỏ. Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa và sự du nhập của công nghệ, đặc biệt là các trò chơi điện tử, giới trẻ ngày nay thiếu chỗ chơi. Điều này dễ hiểu vì sao các trò chơi dân gian mà các thế hệ học sinh từ thập kỷ 1970-1980 trở về trước chơi nhiều thì nay đã trở nên xa lạ, thậm chí không còn được nhiều em nhỏ từ thành thị đến nông thôn biết đến. Thay vì các hình ảnh chơi trò chơi dân gian ngoài sân đất, sân trường, đồng cỏ là hình ảnh các em học sinh chơi điện tử trên điện thoại, máy tính bảng. Nhằm xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực, nhiều trường học đã đưa trò chơi dân gian vào trong các hoạt động của nhà trường. Tiêu biểu như trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, trường đã xây dựng nhóm trò chơi dân gian và duy trì đã gần 10 năm qua, gồm rất nhiều trò chơi như chơi chuyền, nhảy dây, neo đuổi chuột, ô ăn quan, pháo nổ pháo nang, nhảy sạp. Chính vì vậy mà học sinh trong trường đều biết chơi các trò chơi dân gian và các giờ ra chơi, sân trường lại trở nên đông vui, nhộn nhịp và mang sắc màu dân gian lý thú. Chúng em chơi ô ăn quan rồi là chơi cầu lông, chơi bóng chuyền rồi là chơi mèo đuổi chuột vân vân, thấy rất vui ạ. Khi chơi ô ăn quan thì em sẽ rèn được tính thông minh của mình ạ. Bởi vì khi chơi ô ăn quan thì mình phải đoán trước các cái nước để mình đi ạ. Khi em được tham gia những hoạt động này em cảm giác rất là vui và bổ ích ạ. Em có thêm những năng lượng để em học ạ. Trò chơi dân gian không chỉ giúp tâm hồn trẻ trong sáng, giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, sự khéo léo, mà còn giúp các em hiểu về tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Làm thế nào mà để cho các em hứng thú và thích chơi thì nhà trường chú trọng cái vai trò của người quản trò và động viên khuyến khích anh chị em giáo viên tham gia chơi cùng các con. Thì chúng tôi xác định là vẫn tiếp tục duy trì cho học sinh tham gia các cái trò chơi dân gian nhưng cũng lại chú trọng và bổ sung các cái trò chơi, các cái sân chơi trí tuệ, khoa học để giúp các em là vừa gần gũi với thiên nhiên nhưng lại thông minh, sáng tạo, hỗ trợ cho cái việc học tập các bộ môn văn hóa phù hợp với cái mô hình trường học mới và tiếp cận rồi là phù hợp với cái chương trình giáo dục tổng thể sau này. Việc dạy, hướng dẫn và tổ chức chơi các trò chơi dân gian cho trẻ em trong các gia đình và nhà trường là rất cần thiết. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao thể lực, sự khéo léo, thông minh, linh hoạt, tạo niềm vui, tiếng cười sảng khoái cho học sinh mà còn tạo ra sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, yêu thương giữa các em với nhau, bớt đi bạo lực học đường, bớt đi những ảnh hưởng không tốt từ mạng xã hội với trẻ thơ. Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng đầu năm ở tỉnh ta diễn ra nhiều lễ hội. Đa số các lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, tiết kiệm, song vẫn còn đâu đó những hình ảnh phản cảm xuất phát từ công tác tổ chức lễ hội chưa tốt và hành vi chưa phù hợp của những người dự hội. Trong lễ hội đền hóa xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu diễn ra vừa qua, tiếp diễn tình trạng khuôn viên di tích và không gian tổ chức lễ hội bị lấn át bởi nhiều hàng quán. Một số hàng quán mở nhạc sàn quá to, hát karaoke lấn át nhạc của lễ hội, đặc biệt tái diễn tình trạng trò chơi ăn tiền dưới hình thức vui chơi có thưởng đã để lại hình ảnh phản cảm và gây khó chịu cho du khách khi đến với lễ hội. Ban quản lý học chức năng thế thì làm để làm sao nó quy hoạch tốt hơn và nó về nó sạch sẽ hơn, gọn đẹp hơn và kể cả cái âm thanh hay hàng quán cũng nên là sắp xếp làm sao cho nó có quy củ hơn. Tại các lễ hội lớn trong tỉnh diễn ra gần đây như lễ hội Trừ Đồng Tử Tiên Dung đền Đa Hòa xã Bình Minh, lễ hội đền Ủng, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, lễ hội Trác vẫn còn tình trạng ăn xin ăn mày, xem bói, đổi tiền lẻ, sách tử vi và các đồ chơi bạo lực như dao, súng, đạn được bày bán công khai. Những tồn tại này đã diễn ra từ những mùa lễ hội trước nhưng năm nay vẫn chưa được ban tổ chức các lễ hội dẹp bỏ. Vẫn còn có những hạn chế. Một là cái việc đặt tiền lẻ ở các cái bàn thờ hiện nay vẫn còn diễn ra. Thứ hai nữa là cái việc vệ sinh môi trường của các cái lễ hội thì cũng chưa được gọn gàng sạch sẽ lắm. Rồi cái việc thứ ba đó là cái việc ăn xin ăn mày, rồi cũng có cái cờ bạc trá hình. Mà giải quyết dứt điểm được những cái việc này thì cũng rất là khó khăn đấy. Ngoài công tác tổ chức thì những hình ảnh phản cảm tại các lễ hội còn đến từ chính hành vi của người dự hội.
Không khó để bắt gặp hình ảnh người đi lễ ăn mặc thiếu vải hở hang nơi tâm linh. Tình trạng giải tiền lẻ, dâng và đốt vàng mã tràn lan tại khu vực di tích. Người đi lễ thoải mái ăn uống sau đó xả rác bừa bãi tại lễ hội, khiến môi trường lễ hội trở nên nhếch nhác và mất mỹ quan. Vấn đề về vệ sinh môi trường, làm sao để cho nó tôn nghiêm sạch sẽ, cho mỗi người ý thức một chút thì là mọi sự đều được vui vẻ và an toàn vệ sinh. Những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội cần được ngành văn hóa và các địa phương khắc phục, rút kinh nghiệm để mùa lễ hội năm sau diễn ra trật tự, an toàn và văn minh. Mặt khác, người tham gia lễ hội cần có ý thức và hành vi phù hợp với thuần phong mỹ tục, tránh những việc làm gây phản cảm nơi tâm linh. Quần thể di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên còn lưu giữ 128 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, trong đó có 17 di tích đã được xếp hạng quốc gia cùng hàng nghìn cổ vật có giá trị. Với những giá trị độc đáo về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, các di tích ở thành phố Hưng Yên đã tạo nên một quần thể di tích độc đáo mà khó tìm thấy ở nơi nào có được, xứng tầm với một di tích quốc gia đặc biệt. Phố Hiến, Hưng Yên vốn là một đô thị càng tấp nập của những hoạt động công thương nghiệp ở đằng ngoài vào thế kỷ 17-18 và đã đi vào trong câu ca quen thuộc thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Qua thời gian, Phố Hiến đã khẳng định cho mình một vị trí khá nổi bật trong hệ thống đô thị Việt Nam thời bấy giờ, chỉ đứng sau Kinh Kỳ Thăng Long. Trải qua những thăng trầm của lịch sử cùng với sự biến đổi của tự nhiên, Phố Hiến ngày nay chỉ còn lại một quần thể di tích, kiến trúc nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, cùng những thuần phong mỹ tục, những làng nghề thủ công, những nét nghệ thuật dân gian độc đáo. Có thể xem đây là một tụ điểm của nghệ thuật xứ Đông, thấp thoáng có phong cách kiến trúc của người Trung Hoa và kiến trúc châu Âu như nhà thờ Gothic trên đường Bãi Sậy. Hiện nay, những dấu vết về các thành quách, những khu phố cổ, nhà dân, thương điếm và các cơ sở sản xuất thủ công đánh dấu một thời kỳ vàng son của Phố Hiến còn lại rất ít và mờ nhạt. Trên một cái không gian có diện tích là khoảng 5 cây số vuông như thế mà có đến hơn 150 di tích như Phố Hiến. Thì đấy là cái đặc trưng của sự phong phú, mật tập, tập trung về mặt số lượng mà rất ít nơi có thể có được. Chứ đừng nói là mơ đến cái điều đó. Trong số này đã có 17 di tích được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa của quốc gia. Điển hình nhất là Văn Miếu Xích Đằng được thành lập vào năm 1803-1804 trên nền cũ của khu vực Chùa Nguyệt Đường. Sau khi thành lập tỉnh Hưng Yên vào năm 1831, Văn Miếu Xích Đằng trở thành văn miếu của tỉnh Hưng Yên. 8 năm sau khi thành lập tỉnh, Văn Miếu Xích Đằng được tiến hành tu sửa lớn vào năm Minh Mệnh thứ 20, 1839. Hiện vật quý giá nhất trong văn miếu còn lưu giữ được đến ngày nay, đó chính là 9 tấm bia đá khắc tên tuổi, quê quán, chức vụ của 161 vị Đỗ Đại Khoa ở trấn Sơn Nam xưa. Những tấm bia Đại Khoa ở Văn Miếu Xích Đằng, Hưng Yên đã không chỉ làm nhiệm vụ lưu giữ tên tuổi, sự nghiệp của các bậc đại khoa của Hưng Yên mà của cả đất nước nữa. Cái giá trị ở chỗ ấy, nó còn được kèm vào đây cái truyền thống tôn sư, trọng đạo, tôn trọng trí tuệ, trí thức và trí giả. Đấy là cái truyền thống mà chúng ta quen gọi là văn hiến thi thư,
không phải là bất cứ tỉnh nào cũng có được cái tòa văn miếu của mình. Như vậy, văn miếu Hưng Yên, văn miếu Xích Đằng, Phố Hiến ấy, là nằm trong số ít những tòa kiến trúc thờ phụng ông tổ của nho giáo và nho học. Muốn được chiêm ngưỡng và thưởng thức những nét văn hóa độc đáo của người dân Phúc Kiến Trung Quốc thì đến tham quan đền Thiên Hậu, Đông Đô Quảng Hội, Võ Miếu với những kiến trúc hoành tráng, đồ sộ, khẳng định quá trình buôn bán thịnh vượng, phát đạt của người dân Trung Quốc khi di cư sang Phố Hiến. Đền Thiên Hậu được xây dựng từ năm 1640. Đây là công trình mang đậm màu sắc kiến trúc Trung Hoa trên nhiều phương diện như tam quan, nhà tế, mái đền, đào góc và kết cấu vì kèo. Theo truyền ngôn của Kiều dân thì công trình được làm sẵn ở Trung Quốc rồi trở sang Việt Nam cất dựng. Đền Bà Thiên Hậu hoàn toàn là Trung Hoa, nhưng mà ở trong cái nghi môn của cái đền này, chúng ta thấy rõ ràng là cái chạm trổ ở trên nghi môn ấy có những con rồng với cái đao mác là sản phẩm của Việt Nam hoàn toàn, mà Trung Hoa không có. Cái sản phẩm ấy nó mang cái nghệ thuật của cái thế kỷ thứ 17 và đầu 18. Như vậy thì ngay trong cái kiến trúc này nó đã có một cái sự gọi là hoa thờ Bà Thiên Hậu thật đấy, nhưng nó đã là một cái sự kết hợp văn hóa của người Hoa và người Việt một cách rất là rõ rệt. Nét kiến trúc Trung Hoa còn được thể hiện tại Đông Đô Quảng Hội thuộc khu vực Phố Hiến Hạ. Đây là một hội quán của người Hoa, là nơi hội họp của các thương gia nước ngoài, nhưng chủ yếu là người Trung Quốc đến làm ăn, buôn bán tại vùng Phố Hiến thế kỷ 16-17. Đồng thời, đây cũng là nơi thờ Tam Thánh và Đức Thánh Mẫu Thượng Thiên. Còn Đền Mẫu là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất của Phố Hiến, nơi có hồ bán nguyệt với phong cảnh hữu tình, mặt nước trong xanh phẳng lặng, bốn bề cây xanh râm mát. Một bên là phố Nguyệt Hồ, một bên là đê Đại Hà. Không gian thoáng đãng là nguồn thi hứng cho nhiều tao nhân mặc khách. Đền Mẫu cũng nổi tiếng bởi có cây xanh si đa cổ thụ ngót 800 năm ở phía trước cửa đền. Về thăm lại phố Hiến xưa qua di tích đình chùa Hiến. Trước cửa chùa Hiến có cây nhãn tiến nổi tiếng lâu đời. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng mô tả, mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh ngọt trời cho. Mỗi mùa nhãn chín, nhãn được hái dâng Đức Phật, cúng thần hoàng và để quan lại địa phương mang tiến cho vua chúa nên gọi là nhãn tiến. Trước sân chùa có hai tấm bia, đây là những tấm bia cổ nhất, lưu trữ nhiều tư liệu lịch sử, nói lên quá trình tụ cư của thương cảng Phố Hiến. Từ chùa Hiến, ngược theo đường Bãi Sậy khoảng 2 km, chúng ta sẽ được thưởng thức nét đặc sắc của chùa Chuông hay còn gọi là Kim Trung Tự, được mệnh danh là Phố Hiến nổi tiếng danh lam. Ngoài những di tích kể trên, quần thể di tích Phố Hiến còn có các ngôi đền thờ các danh nhân của đất nước và của đất xứ Nhãn, cũng mang dấu ấn kiến trúc đậm chất văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ như đền Trần thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người anh hùng kiệt xuất của dân tộc; đền Mây thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ, một vị tướng tài ba của đất nước trong thời kỳ đầu độc lập tự chủ; đền thờ tướng quân Đinh Điền, vân vân. Đến thăm Phố Hiến, mọi người đều mong muốn tìm hiểu về quá khứ hào hùng, sôi động của một đô thị cổ xưa đã từng lắng đọng trong câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Và chỉ có thông qua quần thể di tích Phố Hiến, quá khứ mới hiện lên rõ nét nhất. Ở đây chúng ta tìm được trong các kiến trúc tôn giáo một không gian hài hòa, tuyệt đẹp giữa cảnh trí thiên nhiên và hình khối kiến trúc cùng các mảng chạm khắc tinh xảo. Khi về thăm Phố Hiến, một cái đô thị cổ mà mang đặc trưng Đại Việt thời Trung Cổ rất là rõ ràng, có một cái hội quán hay là nhiều cái kiến trúc mà mang đặc trưng của Trung Hoa. Như vậy là cái tính
giao lưu văn hóa một cách phong phú, một cách đa dạng, đa diện, đa chiều của các di tích ở phố Hiến. Đấy là một giá trị đặc trưng nữa về mặt chất lượng. Gần đây, chính phủ đã phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ phố Hiến gắn với phát triển du lịch. Khi dự án bảo tồn, tôn tạo phố Hiến cổ hoàn thành, sẽ khơi dậy lại hình ảnh của phố Hiến xưa. Khi ấy, Hưng Yên sẽ có thêm cơ hội mở rộng, phát triển du lịch. Đây là cơ sở quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Qua nhiều thế kỷ, trải biết mấy đổi thay của thiên nhiên và xã hội, phố Hiến này đã dần được hồi phục, trở lại một phần diện mạo vốn có. Lòng đất của phố Hiến vẫn còn tiềm ẩn nhiều di sản quý báu. Hồ Bán Nguyệt vẫn trong xanh, gợi nhớ lại dòng sông và bến cảng xưa. Đồng đồ Quảng Hội, đền Thiên Hậu vẫn tồn tại, gợi nhớ một quá khứ phồn vinh và hữu nghị. Chùa Chuông vang vọng tiếng chuông ngân, thức tỉnh mọi người nhớ về quá khứ. Văn Miếu vẫn hiện diện biểu tượng trí tuệ cho nền học vấn của Hưng Yên. Với những giá trị quý giá còn lưu giữ được về một đô thị cổ phố Hiến nổi danh, thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến, hy vọng phố Hiến xưa, thành phố Hưng Yên ngày nay vẫn là điểm hẹn lý tưởng của du khách gần xa. Quý vị và các bạn thân mến, Mộc Tinh Hoa Phố Hiến đã khép lại tạp chí văn hóa số này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.